Rửa rau nước ao này á à, em? Vâng, nước ao này nước rất sạch này. Ui dồi. Bây giờ nước cũng hỏng. Không cắn được điện, máy bơm luộc bằng cái nước này á? À? Tôi chịu luôn đấy nhỉ? Không nước sạch à? Ôi ôi, này an toàn không em? À, ôi ôi, thế nhìn bạn này sinh hoạt là mình thấy kỳ tích quá. Rồi quý vị và các bạn, ngày nay là một nội dung nữa mà Áo Pháo truyền tải bên kênh. Một vị trí mà mấy nay thì Áo Pháo ghi hình quý vị ạ, đó chính là gia đình của em Thương, em Nhài. Những hộ gia đình mà hiện tại đang sống ở hai nhà bạt này. Và ngày nay thì Áo Pháo ghi hình ngày 21 tháng 10. Và một nội dung này thì Áo Pháo đến gia đình có tên em tên là Tuấn quý vị ạ. Bữa trước thì mình gặp em rất là nghẹn ngào. Khóc rằng là nhà em bị sập, anh đến quay ghi hình xem cầu nối giúp em được tí nào không đó. Và sau đó thì mãi sau gọi điện cho em ấy thì em kể câu chuyện rằng là em đang đưa con đi cấp cứu anh ạ, và cấp cứu tại Hà Nội. Thế nên là mãi ngày hôm nay Áo Pháo mới hẹn được lịch đến gia đình của em. Và thực hư câu chuyện như nào thì mời quý vị các bạn đi cùng Áo Pháo chuyến này quý vị nhé, để biết thêm một trường hợp, một hoàn cảnh nữa lên kênh. Và cũng sử dụng cái số quỹ mà nhà hảo tâm gửi về trong đợt phòng chống bão lũ, khắc phục thiên tai tại Lào Cai trong thời điểm mà Áo Pháo ghi hình ngày hôm nay. Hộ gia đình mẹ vợ của anh Trung này quý vị này, hay là bà ngoại của Thương để chăn lợn đấy. Và chúng ta đi cho kịp quý vị nhé, không là tối. Bạn Tuấn này thì sau khi mình gọi điện quý vị nhé, theo hướng dẫn của em thì mình vượt qua một con dốc khá cao. Chúng ta cùng tới với một hoàn cảnh nữa mà sau cơn bão số 3 gia đình của em bị sập quý vị ạ. Và này chúng ta đi thăm và động viên gia đình của em một xíu. Đây rồi quý vị, mình nghĩ rằng gia đình này theo mô tả của em là em bảo là nhà em ở gần cái ao mà sập. Sơ qua thì mình thấy ngôi nhà bị sập đó chính là ngôi nhà bằng gỗ quý vị ạ. Lợp bằng cọ. Thực hư thế nào chúng ta đến gần hơn nhé. Tuấn ơi. Ồ, nhà em đây à? Rồi. Vậy thì đúng là nhà em đây rồi các bạn. Làm gì đây em ơi? Lấy ít ngô á? Sao lại lấy ngô trên đồi xuống nhỉ? À. Chúng ta xem ngôi nhà một chút các bạn. Góc quay này chúng ta thấy ngôi nhà đã bị lấp hết rồi. Và đang đi trên đường đi vào nhà thì nó chính là một cái thân đập đó.
Chào em trai. Úi à. Ừ. Sau bao lần hẹn hò, gọi điện nay mới gặp được. Em đúng là Tuấn không? Dạ vâng, em đúng là Tuấn đấy ạ. À Tuấn đây. Chút khỏe anh nhá. Chào em. À, để anh Nga Pháo đeo cho cái mic. Vâng. Bữa rồi thì gặp em ở cái nhà xây xây ngoài kia là nhà ai nhỉ? Anh em nhà em không nhỉ? Vâng ạ. Cô nhà... anh em đúng không? Vâng, anh à. Nhà bác, nhà chú đấy ạ. Ừ, giới thiệu với em là anh là A Pháo, có kênh vâng. YouTube là Giàng A Pháo ấy. Vâng. Bữa rồi gặp em thì từ hôm anh đi hình nó phải tháng 9 rồi nhỉ? Vâng, được hơn tháng rồi đấy. Về tháng 10. Vâng, hơn tháng đấy. Sau nữa thì A Pháo có gọi điện thì em đang trả lời là thời điểm đấy ở Hà Nội đúng không? Đang đưa con đi viện xuống Hà Nội điều trị anh ạ. Ừ. Như nào mà đi điều trị lâu thế? Thì là con em nó bị ốm với lại bị dị vật trong phổi á. Dị vật trong phổi? Vâng, thì là nó ăn nó bị mắc họng thì đi tuyến huyện này thì là huyện thì khám không ra thì họ vẫn gọi là họ giữ ở đấy điều trị. Vâng, họ giữ điều trị là hết 2 tuần. Ừ. Vâng, thì lúc ấy xong rồi bệnh tình không đỡ à? Vâng, lúc là nó nặng á, nó không thở được kia vậy. Lên Lào Cai. Ừ. Vâng, Lào Cai thì họ họ nội soi chụp chiếu ra thì họ cho theo xe cấp cứu xuống Hà Nội luôn trong đêm. Ừ. Họ vâng. Kiểm tra ra xong cho đi Hà Nội luôn. Vâng, lúc đấy là lên đến tỉnh là đến chiều rồi. Thì bắt đầu làm thì gần tối thì 5 giờ rưỡi bắt đầu đi. Rồi ạ. Hôm rồi mình gọi điện quý vị nhá, thì em có tâm sự với anh A Pháo rằng là con em bị dị vật đường thở và nghe câu chuyện của em thì câu được câu không. Thì này thì nghe em câu chuyện thêm nữa như vậy thì dị vật đường thở, vậy xuống ra Hà Nội gắp ra thì là cái gì? Nó có 3 hột lạc trong phổi. 3 hột lạc. Vâng. Con em bao nhiêu? Hiện tại là được 14 tháng ạ. 14 tháng. Vâng, hơn 1 tuổi. Thế bé chơi kiểu gì mà 14 tháng mà có lạc được? Thì lạc hơn là được các nhà hảo tâm cho á. À. Vâng. Lạc giang rồi trong cái cá đấy à? Lạc giang rồi đấy, vâng. Và trộn với con cá cơm nhỏ nhỏ ấy à? Em không rõ là lúc ấy em vội quá thấy nó hóc hay là em móc ra hết à. Thì à. Không biết là lạc là để ở góc nào là con nó ấy ăn được anh ạ. Một lượng lạc nữa thì vẫn bị. Vâng, ở trong miệng nữa. À. Thì đầu tiên là em đi siêu âm ngoài. Ừ. Thì bác sĩ tư vấn bảo là không vấn đề gì đâu. Cứ về đi, nó khóc to thì nó dán phổi thôi. Hạt lạc thì vào phổi siêu âm sao ra được, phải X quang. Vâng, em chụp X quang chứ. Thì bác sĩ tư vấn vậy, em mang về. Sau 2 ngày thì thấy nó thở khò khè thì em đưa vào bệnh viện. Ừ, có cái lời kể như vậy mà không nghĩ đến trường hợp là dị vật đường thở đúng không? Vâng. Thôi cái đấy về vấn đề chuyên môn, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện với em Tuấn quý vị nhé. Giới thiệu quý vị, đây là em Tuấn. Em giới thiệu một chút về bản thân được không? Vâng, em là Nông Đức Tuấn. Em sinh năm 1997 ở bản Một Là, xã Sơn Thượng, Bảo Yên, Lào Cai ạ. Ừ. Vâng. Thì A Pháo cũng gọi điện và nói chuyện với em vài lần rồi. Thế nên là cũng vào tận đây, tận mặt sở thị để xem cái hoàn cảnh của em như nào. Rồi chúng ta đi vào quý vị nhé. Em ơi, em có thể dẫn đường hộ anh được không? Vâng, đấy ạ. Anh vừa thấy là em đi đò sang đây à, hay là đi thuyền sang đây à, hay đi bảng mảng sang đây à? Cái em đóng để làm cái cầu vừa đi được vừa cái bè anh ạ. Ây da. Vâng, nhưng mà ấy anh đi cẩn thận trơn, hôm nay hơi mưa nữa. Ừ, thế thì anh hỏi một xíu là nhà em bao nhiêu thành viên trong nhà? Nhà em có 6 thành viên anh ạ. 6 thành viên, thì anh nghe thấy tiếng trẻ con thì đi kiểu gì? Đi vào đây thì chẳng ngã à em? Gọi là em cho lên lưng đứa thì ở trên ngực anh ạ. À, một lưng cho một đứa trên ngực. Vâng. Ây da. Một đứa lưng đứa trên ngực à? Vâng. Bé mà con em có. Mỗi lần đi học ấy. Dạ vâng anh. Vâng. Ấy. Chậm rồi. Sơn lắm. Ừ. Ây da. Nhà ông này đi làm từ thiện nhiều quý vị ạ, nhưng mà chưa có gia đình nào đi trắc trở như này. Đây là đường đi trắc trở quý vị nhá. Đấy. Như em mô tả là em có một bé ở đằng trước, một bé đằng sau. Vâng. Đấy, đi lên đây. Xe máy ngoài kia đúng không? Vâng, xe máy để ngoài kia. Ác liệt đấy nhỉ. 6 thành viên. Dạ vâng ạ. Vợ này.
ba con, ba đứa con với... đúng không, thêm em là 5, thế còn ai nữa? Ông 82 tuổi nữa. Ui, ông em sao đi được đường này? Ông vẫn đi, vẫn bò đi tốt anh ạ. Ây da, 80 tuổi vẫn bò đi tốt à? Vâng. Anh thì bỏ dép ra rồi, không đi dép ra đây nữa. Ờ nhỉ, sao lại mình bỏ dép nhỉ? Nhỡ đâu dẫm mảnh chai sao? Đó. Cái điện này có sao không em? Không anh ạ. Điện này á? Em cũng đấu gọi là không ai va chạm vào được. Ý, nguy hiểm quá. Mọi thứ đều tạm bỡ hết này. Đây quý vị. Ây da. Ngôi nhà bằng gỗ. Đây là nhà sàn này em? Vâng, đây là nhà sàn ba gian anh ạ. Ba gian. Này thì vợ chồng em làm à hay như nào? Vâng, thì năm ngoái vợ chồng em làm anh ạ. Tự tay vợ chồng em làm? Vâng, được, cũng được nhà nước hỗ trợ anh. À, nhà nước giúp à? Vâng. Vì... vậy ngôi nhà này ước tính là bao nhiêu em? Bây giờ làm một ngôi nhà thì cũng khá là nhiều tiền anh ạ. Nó cũng phải rơi vào 100 mấy 200 anh ạ. Vì gỗ nó cũng hiếm lắm. À, làm gỗ 100 mấy 200 à? Vâng. Chào em bé nhá. Con chào chưa? Con chào các bác chưa? Chào các bác. À rồi, chào bé. Bé học lớp mấy rồi? Lớp 5 tuổi à? Giỏi quá nhỉ. Con Bố Tuấn à? Con thứ mấy con Bố Tuấn? Trả lời con, trả lời bác. Con làm anh trong gia đình. Con cả, đúng không? Rồi chúng ta xem một số hình ảnh mà từ trên cao mọi thứ nữa, các góc quay của mình. Ngôi nhà quý vị nhé. Và chúng ta hình dung ra là ngôi nhà bị đổ rồi. Tuy nhiên thì Tuấn có thể kể một xíu cho anh được không? Thì quý khán giả và nhà hảo tâm trên kênh biết được là nhà của em bị đổ thời gian nào. Và nó là bị thiên tai à? Hay là gió? Nhà em bị đúng cơn bão luôn ạ. Cơn bão Iga luôn. Tức là ngày mùng 9 tháng 9 à? Vâng, ngày mùng 9 tháng 9 anh ạ. Hôm đấy mưa nhiều lắm anh ạ. Mưa to. Nhiều. Nhưng tức là nhà mình bị du đổ do khối lượng đất đá ở ta luy dương này nó đổ xuống đúng không? Vâng, khối lượng đất với cây anh ạ. Ví dụ như anh đang đứng ở đây là cái kia nó đang bị no nước là nói vừa gỡ mồm là một phát là nó vào là anh cũng xong luôn đấy đúng không? À vâng, cái này đang nhấp nhoáng lắm anh ạ. Cái này này đúng không? Vâng. Chả biết ở đâu đúng không? Đấy mấy cây của em này. Rồi thì anh tránh nha. Nói gỡ mồm. Cây kia nó nước thì nện nó phát vào đầu là xong ấy. Tức là hôm mùng 9 tháng 9, mưa rất nhiều, sạt ta luy dương. Đúng không? Dạ vâng. Xong là có dấu hiệu bị đổ. Nhưng mà em chứng kiến từ đầu đến cuối à? Em về nửa đêm lúc đầu là em thấy mưa to lắm. Nửa đêm là bình thường người dân ở đây là em hay đi soi ếch. À. Vâng, lúc bắt đầu mưa là em đi soi ếch. Ừ. À, lúc bắt đầu nửa đêm về là em thấy vô góc chân cột này nó đã sạt được 50-50 rồi. Nó, à, 50-50 là như nào? Thì là đất nó đã đến gần đến cái gọi là đến gần đến sàn nhà đấy. À. Vâng, em thấy nó càng lúc càng xuống nhiều nên là em gọi vợ con dậy. Ừ. Vâng, với ông cụ là sang bên chuồng lợn này tránh đã. Ai à, sang chuồng lợn à? Gọi là bắt đầu sang chuồng lợn tránh, gọi là cũng nửa đêm cũng mệt á. Ừ. Mọi người gọi là gật gà gật gù thì lúc sau là thấy là khoảng tầm ầm một cái là giật mình là nhìn bây giờ nó cũng như cảnh như này luôn anh ạ. Ừ. Chào em gái nhá, ra đây em. Ừ, vợ đấy à? Dạ vâng. Ừ rồi hai bé. Con gái chào cả các bác là chưa? Trai, bé thứ hai là gái, bé thứ ba là nam giới hay nữ? Dạ, trai ạ. Vâng. À rồi, bạn vừa từ Hà Nội về đấy đúng không? Vâng. Chào nhá, chào bạn nhá. Chào chưa? Ôi, chắc là bạn ấy vẫn đang sợ này, quý vị này. Trai. Nhìn sợ người lạ. Hai trai. Hai trai đúng không? Hai trai một gái. À. Thế là bây giờ gia đình ở đây. Vâng. Thế là mưa nữa thì làm nào? Mưa nữa thì nếu mà mưa to quá lại phải tìm chỗ nào mà làm cái lán với bé lại ở tiếp anh. Không, ý anh là chỗ này bây giờ mấy nước mưa thì mình phải đi cái vị trí nào an toàn hơn chứ, ở đây sao được đúng không?
Dạ vâng, hiện tại là em cũng đang muốn làm nhà cửa nó thật nhanh, tìm nơi gọi là chỗ nào an toàn thì ở, cũng sợ mưa gió anh ạ. Ừ. Như quý vị có thể thấy rằng là em ấy trả lời A Pháo rất là lưu loát. Mình hỏi xíu là bạn có, em có công tác hoặc làm gì ở đoàn xã hay cái gì không? Em không làm gì, em nói chung là cũng được đi làm thuê ở ngoài sớm á. Thì năm 15 tuổi em bắt đầu đi rồi anh ạ. À. Vâng. Hỏi một xíu nữa, chắc là em cũng học đào tạo, bạn học đào tạo cái gì ra rồi chứ đúng không? Dạ không, đi làm phụ xây các kiểu thôi anh ạ. Thế à? Dạ vâng. À, nhiều bạn trên kênh của Hà Pháo quý vị ạ comment rằng là sao người Tày, người Mông hoặc là một số người Nùng chẳng hạn, bạn ấy trả lời lưu loát, nói tiếng Kinh lưu loát vậy. Thì ngày nay thì Hà Pháo trả lời trên video này luôn, quý vị có thể hiểu nhé. Tức là em học xong 12 chẳng hạn, học xong mọi thứ các lớp 9 chẳng hạn thì em đi làm thuê. À, quý vị có thể là quay lại video mà xem cái với một video mà mình quay ở trên Hà Giang, bé có 12 tuổi rồi trả lời tiếng Kinh mọi thứ rất là lưu loát. Thì em Tuấn thì là trong quá trình học tiếng phổ thông đúng không? Vâng. Mọi thứ xong là chúng ta đi làm, thế nên là tiếp xúc mọi người càng nói chuyện lưu loát hơn. Vâng. Bác bế con nhé. Con cho bác bế là hơi sợ lắm. Sao anh này là thể trạng tướng tá tốt vậy? Cứu thôi. Ý rằng là bạn ấy lên cân quý vị, tức là cân nặng so với bố mẹ hơn, có thể là nhìn hơn xíu ấy nhỉ. Chắc là gửi ông bà ông mà đúng không? Vâng, đi học là em sẽ gửi ông bà. À này thì giống A Pháo quý vị, gửi ông bà thôi. Chứ bố mẹ nuôi thì đi suốt đúng không? Ý là như thế. Vâng, em có sợ không? Con có lên đấy bao giờ không? Bố nó con phải trả lời bác chứ. Trả lên đồi ngã thế. Rồi quý vị nha, chúng ta đến với cái chỗ ăn ngủ nghỉ của gia đình em Tuấn với bằng này thành viên. Đó, mình thấy cái dấu hiệu quý vị này. Ngô thì em vừa lấy về cho... Có nhiều gà không em? Dạ, cũng được 20-30 con anh ạ. Ở đây có 20 con nữa à? Dạ, vâng ạ. Nhưng mà nếu mà về ở đây thì có vắt không? Không anh ạ. Ôi là gần rừng này anh sợ vắt lắm. Chỉ sợ rắn rết thôi anh ạ. Sợ rắn rết à? Vâng. Ừ, này quý vị này. Đây vào trong này một xíu, cameraman vào này. Bạn nấu cơm ở bên tay trái quý vị ạ. Chúng ta đang thấy là đang đơm mọi thứ đấy rồi. Đó. Đây. Xong rồi chúng ta nói chuyện một xíu về bé thứ ba của em Tuấn quý vị nhé. Là đi chữa bệnh. Thì em tổng cộng đi chữa bệnh bao nhiêu ngày? Em đi tổng cộng 24 ngày anh ạ, 24 ngày. Ừ. Chúng ta nói chuyện với em Tuấn về 24 ngày sau. Mình thấy ở đây này, chắc là với 24 ngày đi là có hôm ở có hôm không đúng không? Dạ vâng, nhưng em cũng mới về được 2 hôm thôi anh ạ. Ừ. Vâng. Vì mình thấy nó ẩm mà. Vâng, nói chung là cái này là ở chuồng lợn nên là cũng tạm ấy thôi anh ạ. Cái gì đây? Không ngờ đâu là làm cho con ủ đỉ nó ở ra, thành ra là bây giờ là nơi lãnh nạn cứu nạn của mình đúng không? Dạ vâng, vì trước em cũng làm nên là dịch cũng chết hết ấy. Ấy, chứ thôi. Nuôi lợn nha. Vâng, dịch là cũng mất hết rồi. Ừ. Nên là thành để không, bây giờ lại thành chỗ ở luôn anh ạ. Đứng đây cho các, đứng đây cho các. Thế hôm nay đi nào, em cùng điện thoại thì hôm nay với Tuấn bạn thế xã thế nào, có lên nói chuyện gì không? Xã thì bảo là đang mưa gió không tiện đường lên, thì em bảo là em chỗ nào mà em thấy an toàn thì em ở, để khi nào làm xong thì chị sẽ lên để khảo sát. À vâng. Bây giờ họ cũng như này quý vị, trong tỉnh Lào Cai thì vì chính quyền địa phương mọi thứ chăng nữa thì cũng rất là nhiều nơi bị. Xã thì chính quyền mọi thứ cũng đều nắm được đấy, nhưng mà tuy nhiên để cái phương án giải quyết thì đó chính là tiền và chỉ đạo từ trên. Chỉ đạo thì bây giờ nhiều nơi nặng, ví dụ Nậm Tông này, Làng Lù này, Phạm Huy Hình, đó chính là năm nhà diễn đấy quý vị. Cũng rất là nặng, tuy nhiên là xưa có sự chỉ đạo ngay để là đi hoặc là ở hoặc là khắc phục như nào. Kể cả nhà anh Vươn hôm rồi anh qua đây em. Vâng. Đấy cũng bị là trong cái trường hợp vậy. Bé có đi được không? Cháu đi được. À rồi.
Thế tối có ở đây không hay là tới đây thăm gà thăm vịt tí thôi? Dạ, tại vẫn phải ở đây để trông lo các thứ ạ, đồ đạc. Tối một người thôi. Một người ở đây thôi đúng không? Bố nào ở đây thôi đúng không? Thế còn ba cháu, các cháu tối vì ông bà. Ông bà nội. Vì ông bà nội. Ông bà nội. Thế còn vợ bạn thì ở đâu? Dạ. Vợ. Ở trên đấy ạ. Không, ý anh là quê ấy. Quê vợ em ở Bảo Thắng, Lào Cai ạ. Ừ. Và... cũng người Tày. Vợ... đứng mày, đứng mày. Vợ dân tộc Kinh ạ. À, anh giỏi giỏi thế, bạn này giỏi, 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 giỏi. Như Tuấn là mình nghe giọng này có thể đoán được là người Tày quý vị. Đúng không? Em người Tày đúng không? Dạ vâng, em người Tày. Nhưng mà... cũng giỏi nhỉ. Anh thấy nói từ nhưng mà nó hơi ấy, nhưng mà công nhận là giỏi. Hay. Này. Ừ, nghịch nhá. Ngân chính là vợ của em Tuấn. Các con không nghịch cái này, cất cái này đi. Ai cho các con nghịch cái này? Không nghịch nhá, ngoan nào. Và chúng ta xem cái sinh hoạt của vợ chồng em nhé. Tuấn sau khi bị thiên tai. Và với 28 ngày đi đưa con đi điều trị ở Hà Nội. Và bữa nay vợ chồng mới về thôi. Em tâm sự rằng là em mới về được 2 ngày. Với 2 ngày thì tiếp tục cuộc sống như những video trước mình đã nói các bạn. Khi mình đi ở nhờ 1-2 ngày ở nhà người quen, người thân thì không đảo lộn cái sinh hoạt hàng ngày của gia đình mình đi nhờ. Tuy nhiên mình ở 1 tháng, 1 tháng rưỡi thì sẽ đảo lộn cuộc sống. Thế nên là chắc là em Tuấn cũng tính bài độc lập tự do, thế nên là về đây ở. Nhưng mà chắc là bữa cơm hay như nào, như em Ngân em cũng nói rằng là bố ở đây trông, hoặc một người ở đây trông đúng không? Vâng. Xong là đa phần là xuống dưới ông bà nội. Ông bà nội cách xa không em? Ông bà nội cách 2 cây anh ạ. Ừ. 2 cây, anh thấy có mấy con mèo liền này. Dạ vâng. Con mèo nghiêu. Con mẹ nghỉ xua đi ra lấy dép à? Cô để xem à? Bố! Nghe thấy con. Hay dép của tôi mà. Xu đi đeo dép còn hay dắt gì về chơi. À! Là gì à? Chúng ta vừa xem cái hình ảnh nấu cơm sinh hoạt, mình hỏi em Tuấn một xíu quý vị nhé. Thế thì các đoàn hỗ trợ thì đợt rồi mình đi thì có ai thay mặt nhận không em? Dạ, nhưng họ không cho thay mặt nhận đâu anh ạ. Thế là đi thế kia là mình không được lấy tiền hỗ trợ các đoàn à? Dạ vâng. Nói như vậy, ở trên này em con ốm nên là em đi viện đây thì không ai đi nhận thay được. Một phần các đoàn lên thì các đoàn này đúng người các đoàn mới trao tiền cơ. Ừ. Và... thế à? Và... thế thì đi chữa bệnh có tốn tiền không em? Dạ. Em đi hết 21 ngày thì cả bảo hiểm thì em hết, nhưng mà vay được ông anh là 28 triệu anh ạ, để trả tiền xe cộ ăn uống với lại một phần thuốc thang của con nữa. 28 triệu. Vâng. 21 ngày. Dạ vâng. Thế nãy em nói là 24 ngày. Vâng. Nói chung là ở Lào Cai thì ở Lào Cai một chuyến đi một chuyến về nữa anh ạ. À, em tính là tính thời gian đi lại nữa là tổng là 24 đúng không? Vâng. 21 ngày, 24 ngày điều trị. Điều trị ở bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên mấy ngày? Em ở Bảo Yên là 2 tuần vợ nhỉ. Hôm trước ở Lào Cai lúc em phẫu thuật ở dưới Hà Nội xong là em lại về Lào Cai là mất mấy ngày nữa. Tức là phẫu thuật là gắp dị vật, em bé có bị chọc chiếc hay cái gì ở đâu không? Nội soi lấy gắp dị vật ra anh ạ. Nội soi rồi đúng không? Đây, vâng. Đây là an lạc. Gây mê đúng không? Vâng, an lạc ạ. Sao con biết an lạc? Con cho em bé đúng không? Không. Thế sao em bé cua được? Em bé nhặt. Em bé nhặt được à? Ở cái nhà sàn đấy không, là để đồ từ thiện không, là em bé nhặt được lạc? Vâng, bà cho. Bà cho á? Điều thôi. Thế ở đây thì làm gì có bà à? Bà nhà. Bà Hà Nội á? Bà mang lên, đó, bác như thế. À. Bà mang lên á. À.
Thế là bà cho bé chơi hay bà cho bé ăn hay như nào? Bà cho bé ăn. Mang lên thì để anh ạ, để không? Đây đây bác xin, cái này cũng bị đấy. Cái này cũng bị này Tuấn này. Dạ. Thạch này cũng gây dị vật đường thở đấy. Em tật cho uống cây mà. Với 28 triệu thì các em tự lo được không? Hay là phải vay mượn? Không. Vì vừa xong cơn bão này em mất hết rồi. Thì em cũng mới vay ngân hàng về làm cá giếc này. Vật lũ này nó cũng mất hết nên là thực may đâu anh, nhà anh trai có điều kiện thì em vay. Người anh trai cho vay nhỉ? Cho vay tiền đi chữa bệnh cho bé. Dạ vâng. Vay 28 triệu à? Đấy nặng quá nhỉ. Vâng, đối với em thì hiện tại số tiền đấy nó cũng khá là lớn anh ạ. Cái gì? Vậy thì hàng ngày thì vợ chồng em thì làm ruộng này, làm vườn này. Vâng. Cây quế này đúng không? Vâng, trồng được ít quế nữa anh ạ. Ít quế thì mới với hai vợ chồng mới lấy nhau được 5 năm thì mới bắt đầu trồng được 3 năm rồi. Quá nhà bạn lấy 5 năm mà. Vâng. Em ở từ đây trên, em ở trên này là từ bé rồi. Thì lấy vợ 5 năm thì cũng lấy vợ trên này luôn. Ừ. Vâng. Đây cao hơn. Ở đây không có nước. 5 năm ba bé. Vâng. Càng quá nhỉ, đi điều trị, tức là điều trị ở bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên không đỡ mà bệnh có dấu hiệu nặng lên. Bé đi cấp cứu ở Lào Cai quý vị ạ. Cấp cứu Lào Cai thì các bác ở Lào Cai thì kiểm tra ra dị vật đường thở và đưa bé đi Hà Nội điều trị luôn. Em điều trị Hà Nội là bệnh viện nào? Trung ương tỉnh anh. Vâng, trung ương tỉnh. Trung ương. Nhi trung ương. Bệnh viện Nhi trung ương. Ừ, bệnh viện Nhi trung ương. Nhi trung ương xong là điều trị ở đấy đúng không? Vâng. Thế thì bạn này là đúng là kỳ tích ấy nhỉ, ba hạt lạc vào phổi. Vâng, xuống đến dưới kia thì bác sĩ bảo là vẫn là số cao lắm. Khiếp. Hỏi sao xuống muộn vậy thì em bảo là bác sĩ ở trên này không phát hiện ra đúng không? Không phát hiện ra. Ừ, thế thì mới lưu bé ở lại điều trị. Vâng. Như vậy thì chắc là những các triệu chứng ho, khó thở, chẳng nghĩ đến viêm phổi. Vâng. Thì giữ bé là điều trị nhưng mà tuy nhiên thì tuyến cơ sở thì là không phát hiện ra, thành ra là bệnh nặng lên. Vâng. Đi Lào Cai kiểm tra thấy xong rồi đi tuyến trung ương. Vâng. Trong ngày hôm đấy là từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh rồi xuống tuyến trung ương luôn. Ừ, thế đây là cấp cứu luôn đấy. Vâng, thì sáng là 7-8 giờ sáng là bé này nó không thở được nữa. Ừ. Nên là ở viện dưới này cấp cứu lên thành phố. Ừ. Thành phố mình ra ngoài cho sáng đi em ơi. Vâng. Chúng ta nói chuyện với em Tuấn ở ngoài cho sáng. Đây quý vị. À. Thứ nữa là nhìn cái đây là một cái chuồng lợn quý vị nhé. Như vậy là A Pháo quay ghi hình quý vị ạ. Tới ngày nay thì những hộ gia đình mà A Pháo đi quay ấy thì bị thiên tai sập nhà. Và đây là hộ gia đình thứ hai mà A Pháo chứng kiến rằng là ở lại. Đó chính là chuồng heo. Nơi xây ra cho làm kinh tế và nuôi con vật mọi thứ. Tuy nhiên thì đây ngày nay lại nơi an toàn nhất cho mình ở. Thật là xót xa, thiên tai lấy đi hết của con người quý vị. Đó. Với 1.5 tháng em đi Hà Nội mọi thứ cây cối đổ ngả nghiêng và hiện tại lượng đất đá cũng khá là nhiều. Nếu như em là có hộ khẩu không? Dạ có ạ, em có sổ riêng của em ạ. Ừ. Như vậy thì người ta giúp thì chính quyền địa phương thì đánh giá nhà em thì bao nhiêu thiệt hại, bao nhiêu phần trăm? Chính quyền là đánh giá sập hoàn toàn anh ạ, 100% ạ. 100%. Với một người 100% thì theo cái đợt 3 của tỉnh Lào Cai này thì sẽ được giúp đỡ như thế nào, em có nắm được không? Vì em cũng chưa thấy huyện và xã họ nói gì, em cũng thấy trên tỉnh họ phát trực tiếp nên là hiện tại ở đây thì xã chưa thấy thông báo gì anh ạ. Nếu như mà theo thông tư cũ thì sẽ được giúp 60 triệu đúng không? Em không rõ vì họ chưa thấy hỗ trợ gì nên là em không chưa biết được anh ạ. Ừ. Vâng. Nhưng bạn này là vất vả nhỉ? Đi điều trị, đưa con đi điều trị thì là các nhỏ đồ tổ chức từ thiện, ví dụ như A Pháo này quý vị ạ, đến
Tuy nhiên thấy nhà rồi nhưng mà không thấy chủ ở nhà. Thì anh em họ hàng nói thì không được nhận tiền thay hoặc nhận hiện vật thay. Thế. Thì còn bên chính quyền địa phương mọi thứ thì đến ngày nay thì cũng đang chờ, quý vị, vẫn đang chờ. Thôi, chúng ta nắm được thôi, chúng ta xem một cái sinh hoạt của gia đình của em Tuấn một xíu nữa quý vị nhé. Vâng. Em đang nấu cơm với vợ, vừa đang bắt nồi cơm, vâng, quý vị ạ. Vợ em đang nấu cơm. À, con đừng đốt nghỉ con. Đốt là cha mẹ nấu cơm, chứ làm gì? Đốt người mẹ nấu cơm á, đốt cháy ở đây. Cháy rồi thì cho vào đi. Cho đây con. Nấu à. Được chưa? Toàn là con ăn nhiều cơm không? Cả. Nhanh lên, nhanh lên. Con đói chưa? Trời. Ôi, có cái gì chứ? Lá. Đâu? Kìa, chết mãi nhờ kìa. Thế này con có ngủ với bố không? Có một cái miếng bẩn này. À, đây rồi đây bố. Quần đấy. Ây da. Cái lá này ăn được này Tuấn này. Dạ, vâng anh ạ. Này chồng thì ăn à? Vâng ạ. Thế bạn này cũng là người Tày à? À người Kinh. Vợ em là người Kinh ạ. Người Kinh mà cũng biết cái món này à? Người Kinh mà chả ăn. Em cho ăn nhiều với anh. Tí anh nhổ một cây về trồng nhá. Dạ vâng. Cây này. Đây đầy đây. Đây là nó đang đắng đúng không? Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Nó gọi là cái gì nhỉ? À, cái này thì tiếng Kinh thì em cũng không tiếng biết. Tày, tiếng Tày. Tiếng Tày là gọi là phép bó hay sao ấy. À. Vâng. Nó ăn hơi đắng đắng, hơi ấy, ngâm ngâm đắng đắng. Xào hay như nào? Vâng, xào hoặc luộc cũng được, ăn được anh ạ. Ừ. Vâng. Hay nhỉ? Đây, dây. Nhiều nhỉ, trồng nhiều nhỉ? Dạ vâng, trước cái bãi này là vườn cho em á. Cả Thiên Lý nữa này đúng không? Không có hoa Thiên Lý đâu. À, toàn phép bó. Vâng, toàn phép bó. Rồi. À, đằng sau em Tuấn này, quý vị này. Bếp ga ngày xưa sử dụng, bây giờ thấy bình ga vứt ở đấy, chưa thấy đưa vào. Cái ga là bị đè bẹp rồi anh ạ. À, cũng... Cái bếp là bị đè bẹp rồi ạ. À, bếp bị đè bẹp. Vâng. Hôm rồi có nhà từ thiện nào cho bếp ga chưa? Chưa anh ạ. Ai à? Vì anh thấy... đầu tiên là mưa thì đường xá không thông. Thì trên này thì hiện tại được có thông được tuần nay thôi anh ạ. Nhưng mà bạn này thì quý vị ở một mình một chỗ như này để lấy đồ từ thiện thì cũng hơi khó thật. Vâng. Có khi người ta gọi thì mới biết, còn không thì có tổ chức từ thiện nào vào đến đây đâu, đúng không? Không có tổ chức từ thiện nào vào đến đây đâu anh ạ. Chẳng có ai vào đến đây cả vì em ở một mình mà. Người nào thì biết thì mới đưa vào. Vậy chuẩn bị ăn món gì? Này chị bị ăn rau với cá mắm anh ạ. À, cá mắm từ thiện. Vâng, rau pha mì tôm làm canh. À. Trừ cái ngọn ra, vặt cái lá thôi. Anh à, cũng biết nhặt à? Xem nào. Lá cấu, đúng rồi, cho rổ. Mẹ ra cấu cùng á, làm sao mà biết được. Đấy. Đây, thì cấu luôn này. Để là ngọn à? Rau ngót, chứ cắt rau ngót ở bờ ấy, bờ ao ấy. Cái này cấu, cái cẫng nó ngọt đắng. Bé ơi, cũng cần lá. À, có mỗi lá thôi. Vâng, cái cẫng nó đắng. À đâu, mình cũng đã biết được ăn bao giờ đâu. Đây này, cấu thế này này. Ôi con ơi, cái này già quá rồi, con không ăn được đâu. Cái này gọi là rau rừng ấy. Đừng, con cái này già quá rồi. Già quá. Hai cái. Thôi, cấu ngọn sao nó lên nữa. Cấu lá thôi. Ô chị Su cấy được nhiều thế. Em ơi, đừng, em. Thế ơi. Thế vợ lọc ra nhé, vợ nhé. Con tự lấy. Đây cho anh Toàn này. Cho vào đây cho con. Đây. Con lấy cái lá mẹ vợ ấy xem đấy, con lấy cái giá già quá gần gì. Đây, bà thường, bà thường. Đi thì đổ luôn, con mặt to. Thôi, không cho ăn nữa. Con tôi muốn lấy á. Đây vợ ơi, mấy cái ngọn này này, múp kìa kìa. Thôi, chị Su ơi. Đây này vợ ơi. Được rồi. Được rồi. Này này.
Nó đắng đắng đúng không? Vâng, cái này ăn cũng ngon lắm anh ạ, uống nước canh ngon. À, hay nhỉ, rau canh bó à? Nó ăn lúc nào hơi đắng đắng vào nó cũng hơi ngọt ngọt đấy. Thế nó là loại dây leo? Vâng, loại dây leo ạ. Thiên lý. Không, không phải thiên lý đâu. Hoa thiên lý của, hoa thiên lý. Thiên lý khác. Dưới làng kia kìa. Thiên lý có hoa ngon lắm em, nó bùi bùi. Vâng. Ấy, ôi, mua chim kìa. Được rồi, nhiều rồi. Nhiều rồi. Đây này, cái ngọn của chú toàn cái vợ. Ngọn non múp kìa. Toàn hái cả ngọn đấy con. Thôi anh Toàn giỏi quá, tí cho anh Toàn ăn nhiều hơn. Đây này. Lá là già quá rồi con. Con lên lá xanh xanh một tí, à, lấy đẹp đẹp một tí chứ. Giỏ đâu? Đây, con để vào đây để cho mẹ đi rửa con. Mẹ đi rửa bữa áo đi. Váy từ thiện à? Vâng, váy từ thiện, quần áo từ thiện. Váy từ thiện hết. Ừ. Đi ra cái thôn rồi bà nhặt cho bà dưới bà đi lấy. À. Bà nói, ơi, mẹ ơi mẹ, đi ra con đốt. Lấy quần áo thôi. Mẹ ơi, đi ra con đốt rồi. Rồi, rồi, con đốt nữa. Thật ra, nó chín. Mấy mẹ không nhờ con nữa đâu. Đây à, nó đây à? Rửa rau nước ao này á à, em. Vâng, nước ao này nước cũng sạch này. Ui giời. Bây giờ nước cũng hỏng. Không cắm được điện, vừa nãy bơm thì... Luộc bằng cái nước này á à? Tôi chịu luôn đấy nhỉ. Không nước sạch à? Ui giời ơi. Này, an toàn không em? Có nước. À. Ui giời ơi. Thế nhìn bạn này sinh hoạt là mình thấy kỳ tích quá. Đang suy ngẫm quá nhỉ. Em ở với ông nội. À, ông nội ở cùng em, thế là cũng tắm nước này. Ui à, chuyến đi làm từ thiện mà mọi thứ này là mình cảm xúc nhất quý vị ạ. Một là đường đi, thứ hai là cách nấu ăn của bạn này. Nhưng mà cũng có riêng chứ. Ây da. Nhà này đúng là sinh tồn thật rồi. Được cái dây điện là nối vào trong đấy là tốt lắm rồi. Sinh tồn, nhà này đúng sinh tồn thật rồi.
dây điện thì em mới về lắp được có 2 hôm nên là cũng loằng ngoằng loằng ngoằng lắm. Ừ. Đâu vào đâu. Đi đâu từng đoạn một đây. Thôi, bây giờ thì mình không hỏi nhiều nữa quý vị nhé. Chúng ta theo dõi quan sát thôi. À, Pháo quay ghi hình để các bạn tự cảm nhận. Ơ, đừng đổ. Đổ đi, đã lấy gì mà ăn. Đứng, đứng với cháu của mẹ. Cô người con. Anh Toàn này, anh Toàn đến được. Anh Toàn hộ mẹ dọn bếp. Mẹ ơi, đâu rồi? Đấy. Chưa để đâu. Chưa để vào đâu. Để vào đâu. Vần nồi cơm đã không, nó không chín. Con ơi. Bà nó đừng nhúc của mẹ. Ôi giời đất ơi. Để nhúc bà đâu này. Không để... cần mượn con nhúc đâu. Thôi con ơi ngồi lên trên giường đi. Thì mẹ làm cơm ăn. Thôi. Toàn này. Toàn đi kiếm mấy cái khô khô cho mẹ đi. Mưa vừa mưa ướt quá đi. Khô khô đi. Cô khô củi khô quá. Ok. Nào. Dạ, dạ. Bẩn con ơi, đi vừa thôi. Trèo lên giường đi. Anh còn đi lấy nước cho mẹ mà. À, lấy cho mẹ nè. Nước gì? Nước gì? Cô ơi. À quên, mẹ lên, mẹ bảo lấy củi. Củi gì? Con không thấy củi khô là cả. Rồi, xong con người kết rồi. Su ơi. Rau rồi kìa. Su đang giật rau cho mẹ. Bò con, rồi, bò bò ấy. Con. Cho bà thôi. Ôi, mẹ không mượn anh Toàn của mẹ nữa đâu. Được rồi, có nhiều lắm bụi. Su ơi. Đừng nghịch. Nghịch nó không có gì ăn đâu. Tối khóc nhè đấy. Tối khóc nhè cho mà xem. Tối đói khóc nhè cho đây. Ây. Ui, cháy gì đó. Cái anh Toàn này. Ê, lửa. Lửa. Nhanh lên, ê, khói nhiều quá. Chạy đi. Chạy lên nhà thôi, chạy lên sửa. Chạy ra chỗ bố đi. Chạy chỗ bố là đi, chạy lên sửa cho ấm. Đó, con lên giường cho ấm đi con, lên giường đi. Chân tay sạch sẽ con, lên giường đi. Coi khói, vút. Em nữa, trèo lên giường đi. Nó ướt quá thì từ từ nó mới cháy. Mệt lắm cơ, bé tí thôi. Dạ. Chú ơi, chú ăn đây. Bịp bịp kêu à? Em nó lượt mà. Cái kẹp này cơn tí. Đây là mùa sinh sản nó thì nó kêu ghê nhỉ. Chị Su đưa cho mẹ cái mới luôn. Su ơi, đưa đây đưa ra cho cái anh các bạn tôi cho kia không? Được rồi. Khiếp nhờ cái bạn kia, bạn ấy về người Kinh ở thành phố hay như nào, ở đây không sợ? Ai cũng bảo là vợ em là không biết sợ là gì. Ừ, thế anh đang bảo là... Thôi, mẹ không nhờ trước Toàn nữa. Trước thì em còn nhâm múc đây để làm cái nhà mới này cơ. Thì trước nhà ở bên này. Ừ. Còn ôm tùm lắm. Không. Còn chưa múc rộng như này đâu, chưa múc để làm cái... Anh nghe tiếng cuốc, tiếng gà này sốt hết cả ruột. Phần nữa là sợ. Mà có nhiều người có một quen nó sợ thì... Sợ. Gà bây giờ có chuồng để ở không? Gà như là rừng bây giờ bắt khó lắm anh ạ. Tối nó ngủ bắt được đúng không? Tối ngủ thì chắc nó bắt được, cái đèn nó đã chạy rồi. Thế bây giờ nếu như mà có tiền này, em sẽ giải quyết công việc gì đầu tiên nhất? Cho nó thổi lên to to. Vẫn làm nhà cửa cho vợ con ở đây đầu tiên. Cho nó thổi lên to to. Nhà cửa à? Nhất nhà cửa ở. Anh thấy việc đầu tiên nhất đó chính là em kiểm tra lại giếng và làm lại đường điện, có nước đã, uống nước này sao đảm bảo được. Còn điện thì cũng chưa được ra ngoài để mua. Này. Đâu? Rồi mẹ xin. Thấy bạn này... Nước em mua về thì em đấu điện là có nước mới để uống. Ừ. Có nước mới ở giếng kia gì, có giếng rồi gì? Vâng. Có máy bơm rồi đúng không? Có giếng, có máy bơm. Trước là em vẫn bơm rồi. Thế cái hệ thống đường điện này? Hệ thống đường điện này nó chỉ đến đây thôi anh. Tức là bây giờ nữa đây em có thể là mua điện hay đấu vào máy bơm mà có nước về cái gì? Vâng.
Trời ơi, cái việc đấy là ông phải làm ngay đầu tiên nhất. Chứ ai đi uống cái nước đấy. Nước giờ nó cũng bị ngập, ngấm hết rồi mày. Chứ là nước ao với nước giếng giống nhau. Nói chung giờ nó cũng kiểu 80-90% là như thế. Nó ngấm giống nhau hết rồi. Ui giờ càng quá nhỉ. Bây giờ uống thì có bình siêu tốc thì cắm một cái uống. Bố ơi, em đói rồi. Em muốn luôn. Cái đồ bánh này. Quên nước lọc mà. Em, không phải chị, không phải em. Bây giờ mày xôi. Cái toàn đây, bây giờ anh ta đi lấy củi khô cho mẹ mà. Củi khô á? Đó, chị em lại vứt mú đi. Ướt rồi. Dần đồ từ thiện đấy, vứt từ thiện đấy. Củi ướt không rõ trong bếp. Củi ướt khói nắng không thế. Cho mẹ mượn cái kẹp. Kẹp á? Đây. Xay mì cơm cho nó chín. Vứt mú nhé. Chín à mẹ. Không cõng được con không em? Ông cõng lên xong giúp vợ nấu cơm thì mà. Không có gì ăn à? Đúng rồi, không có gì ăn đâu. Mẹ ơi, cái này khô này. Chú ơi. Chú. Chú ơi. Mẹ ơi. Cái này con đang thải ở đây. Đây cho con. Đói rồi. Đói rồi. Con ơi không đốt nữa con, để mai nhóm. Tắm ở câu. Tắm ở cái lúc đây à? Tắm ở ao. Tắm ở ao. Thì mình có biết bơi được nhỉ? Không biết bơi thì anh Tấn hộ em tắm. Múc nước ở ao lên tắm thôi, chứ tắm ở ao sao được. Cái gì mấy bọt khói kia? Mình đổ muối chưa? Chưa đi. Đây lại giúp ở trên. Ây bố ơi. Trên. Nghịch. Nghịch không? Hả? Ông nghịch không? Anh đoàn cho em cho mẹ đi. Con chén lên đây ngồi xem. Bố mẹ ơi. Bố xua ơi. Bố mẹ ơi xua ơi. Lên. Rồi. Sao không biết kéo em lên này? Sáng thế. Con không biết đâu. Em xin gái, em mình ở xin gái. Em mình chả xin gái. Nhưng mà lùn quá. Mặc váy quá với đôn mà lùn nữa. Úi dồi. Mấy nữa em đẹp lắm. Ai dạy con nói em như thế. Em còn bé em chưa lớn chứ con. Anh phải làm đẹp cho em chứ. Ai không biết đâu. Thế làm đâu. Mai kia anh đi học làm đẹp. Làm đẹp làm gì? Làm đẹp ý làm đẹp. Đi làm đẹp làm gì mẹ? Đã làm nghề. Làm nghề. Làm nghề gì? Học nghề để mai kia. Mai kia làm gì? Kiếm tiền. Kéo tiền, mua xe ô tô màu đỏ. Ui đù, mua xe ô tô màu đỏ. Nuôi bố mẹ chứ. Con đâu? Không có con chúa đâu. Cái gì? Xe công chúa. Xe công chúa, học giỏi đi. Khác có xe công chúa. Lên lớp 1 đi trưởng thành đi. Lớp 1 trưởng thành. Bố đi ra con xuống. Con dậy đi con, lên lấy chị ấy bóc kẹo cho em đi. Bóc kẹo cho em kia kìa, lên bóc kẹo cho em, đưa cho em một cái. Ngồi đây. Vào lên trên ngồi con. Ôi xin nhé. Anh cái gì mà bảo với anh ơi.
Qua bụi vào. Để em cầm lên nấu. Mày 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 lên nấu cơm mẹ. Thôi được rồi. Thôi không cần có hát. Phải khói đi à? Thôi chào các bác. Ui trời ơi. Cháu không có gì ăn. Ba, mẹ tập rồi. Không có gì ăn đâu. Đi. Ăn bánh đi ăn đâu? Không có gì ăn đâu. Ăn bánh đây. Em bén rồi. Đây. Mình ra đi mấy bữa con. Anh còn ăn bánh không? Cái bánh con bẩn hết rồi, con trèo lên giường với con. Anh lên ăn đó. Anh ăn bánh đấy. Ôi trời ơi. Trời ơi. Cả đất rồi. Cả đất ngã thôi. Dạ, thôi đâu. Hết rồi. Hết rồi cái gì? Hết rồi. Mẹ ơi, sao lấy cạc của con? Cạc của con. Cạc của con thì làm sao? Cạc của con để cặp. Để bắt ra. Ừ. Rồi. Chín chưa? Rồi. Rồi bây giờ đồng cơm nào, mừng cơm nào, cơm nào. Cơm chưa chín đâu. Chín rồi đấy. Cho nên là chín chưa. Ai đói chưa? Toàn đói chưa? Ăn dài đói chưa? Chưa. Nào. Nào, cái này bây giờ đặt nào. Đặt đây luôn, đặt ở mép đấy luôn. Đấy, tiếng con chim gì ghê gớm đấy. Đấy là con cú mèo à? Ui ồ. Này, anh Toàn đi trong bếp cho mẹ này, anh Toàn. Anh Toàn của mẹ ơi. Ừ, nhìn thấy bạn ấy thể trạng to béo vậy mà. Đầu tiên đẻ này cũng bị nhiễm khuẩn máu á. Ừ. Để mỗi đứa con gái là không mất. Cứ nào cũng phải đứa đầu tiên mất cũng gần 30. Cái này cũng gần 30. Nên đầu tiên ở trên tỉnh ở cách ly á, nhiễm khuẩn máu mà. Ừ. Cả hai mẹ con kiểu ra như bị rể á. Ừ. Nguyệt, vợ của em trai đây quý vị, lấy nước để đun để tắm cho con. Chân xinh gái bây giờ. Sao này? Ôi lên đây ngồi đây. Không ngã. Ngồi đây không ngã. Ơ kia. Rồi nhé. Ơ Tuấn. Cho con còn vào để mai đi học. Được rồi. Đây lên đây ngồi này. Con ngồi sát em đi. Lên ngồi đây đi dơ đi. Ờ, tôm lên đây rồi. Con mọi người trên này. Mọi người trên này lên lên. Con mèo của ai? Con mèo của ai? Con mèo của tôm, con mèo của tôm. Con khí thủy đậy ta vàng, đất bụi. Con
Chú xin gái đâu? Giơ tay lên. Chị Xu ở đâu? Cắn chị Xu một cái. Anh Tài ra kia bật cái quạt kia lên đi. Mỗi đốt em đi. Này này. Sốt đi giờ. Để mèo đi. Ấn số 1. Ấn nút đỏ. Ấn nút đỏ đấy. Em mỗi đốt em lại sốt lên đó. Đây đúng rồi, số 1 đấy. Nè. Anh Toàn ra hộ em nào. Được rồi. Đến đây rồi. Phải số 1 chưa anh? Rồi. Vâng chứ. Thì cũng anh ăn đi, thế lại đó. Anh giỏi nhất. Anh cao bao lớn. Ba. 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 Anh Ba. 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 Đâu chân nước của Toàn đâu? Lấy vỏ về đây cho mẹ. Đốt đi. Mèo. Mèo đây. Tóc mưa của con. Mưa đây. Thôi thế tắm cho trẻ con trước không mẹ ăn à? Vâng, mình tắm đấy. Xong rồi. Xong rồi. Mưa, hôm nay mưa nó là nắng mà tắm. Ừ. Bạn này như ở đây là như thế này thì muỗi có đốt không? Để bác xem nào. Ôi dồi ôi. Thành cây luôn, muỗi đốt. Ở như này thì muỗi đốt là phải thôi. Em Su vén lên xem. Chân Su xinh gái. Con tên là gì? Tên Long Quỳnh Thư. Long Quỳnh Thư là con bao nhiêu tuổi? 3 tuổi. Bạn kia 3 tuổi, bạn kia 5 tuổi. Bạn này hơn tuổi. Thế con đẻ đấy không em? Em không. Hả? Em không. Em đẻ đâu ạ? Hôm nay đi quay bạn Tuấn cũng làm áo pháo liên tưởng tới các bạn ở trên vùng cao hơn nữa, đó chính là những bạn người Mông quý vị ạ. Đi đâu? Đi chơi. Đi chơi. Gầm gầm như này sợ rắn lắm ấy. Mẹ ơi, ăn bắn tiếp. Rắn rết nó ở trong này. Mấy đồ. Rơi xuống hỏng. Ơi, không đánh anh. Em ảnh rồi. Em cay mắt quá. Tắt quả cho mẹ đi. Chị Su xin gái tắt quả cho mẹ đi. Mới đốt à? Tắt đi ra, khói quá. Đau mắt. Cất đi, mai ăn. Rồi, anh xin. Nào cho mẹ ạ nào. Ạ đi. Su ạ, ạ em xem. Nói gì đấy? Rồi, đưa đây cho mẹ đốt nào. Không có gì đấy.
Tắm ở đấy luôn à? Hạp Háo đang ngồi trên gốc cây quý vị ạ. Đang cameraman thì ghi hình lại quý vị nhé. Chúng ta xem cuộc sống của em Tuấn từ khi ở Hà Nội về điều trị cho con xong dị vật đường thở mọi thứ thì về nhà. Nhà thì sập hết rồi. Và cuộc sống ở cái gọi là cái chuồng heo này thì mình nói nó hơi thô một tí quý vị nhé. Nhưng mà cuộc sống của vợ chồng bạn thì như thế nào? Ai được cắm trước? Chú. Ui, từ từ. Bớt đi. Vừa đấy, vừa nước đấy. Anh còn ra thử nước với em nào. Thằng gái nào đòi cắm trước. Cái nước lại. Cái nước lại. Cái nước lại. Cái nước lại. Cái Ừ, em tập trước đi con. Thôi, em tập trước nhé. Rồi đây, phần của anh Toàn. Rồi, ê, Su ngồi xuống. Nóng người thôi, lạnh lắm. Đâu. Ơ tắm. Xinh gái mà. Tắm rửa mặt đi con. Anh Toàn lau cho em ra mẹ. Để mẹ pha thêm một tí nước này nữa. Cái này cũng là nước ao thôi. Rồi. Thôi từ từ. Bố mẹ ơi. Nào thôi, thôi nào qua một tí. Cho bạn nằm hẳn vào châu ấy. Đấy đấy, chú vào đi. Ờ, em vào đi. Ngồi xem vui không? Vừa chưa? Đấy, nhưng mày cọ chân tay chưa? Cọ sạch. Xe xuống, ngồi xuống. Rồi chân này, đấy. Em tôm rửa tay đi. Đây này, rửa tay. Ra đi, con đi lớp cô giáo dạy nào con. Cô giáo dạy mà. Quên rồi, dạy lau tay cơ mà. Cô giáo dạy như nào? Đấy, đúng rồi. Em không muốn xuống đây. Cô giáo dạy, đi lớp cô giáo dạy như nào? Chân tay cậu như nào? Rửa tay. Rửa tay. Bạn ơi, cùng con. Chị rửa tay. Người con khác được tắm con tắm sau. Để em tắm trước đi. Em xin gái em tắm trước. Ngửa ngửa lên tay đây này. Xa xuống. Kỳ này. Mẹ con lá con chưa khô đâu. Con cứ tắm đâu. Đây Kỳ đây. Con tí cho tay. Xa xuống. Xa xuống. Con không tắm đâu vì thì áo của con chưa khô. Mới em xu thôi nhỉ. Xu. Đâu. Xu khô rồi. Xu khô rồi. Đúng rồi. Mỗi của xu khô rồi. Con chưa khô. Con chưa khô. Con chưa khô. Chưa. 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 Mỗi xu tắm xin gái thôi. Thôi anh Toàn ơi, vui ra một tí cho sáng em. Sáng em. Để cho khỏi muối đốt em. Đốt em. Chả biết tí nào cả. Chán thế. Chưa rửa hím đi, cái tay rửa. Cái tay rửa, đúng rồi. Rửa chân, xòe ngón chân lên. Rửa ngón chân lên Kỳ. Úi dồi, cô giáo dậy rồi. Thế cô giáo dậy. Toàn ơi, tránh ra em con. Con đi vào trong đi, muối đốt muối vây con kìa. Được rồi, chân bên kia. Chân tay kìa, ngồi xuống. Kì. Đấy. Xoay chân tay con đi.
Được rồi, giờ hiếm đi rồi, đứng dậy. Cho tay vào đây này. Nào con nghịch, con đấy, anh toàn rửa tay. Được rồi, chị Su đứng dậy. Xong rồi, được không? Được rồi. Bà, anh toàn bế này. Bế đâu mà bế? Bế đâu mà bế? Bế cho em đi lau người, con áo cũ của em đâu? Giờ rửa tay thôi, con ơi, con nghịch quá con ạ. Rửa tay, toàn lau tay, rửa tay đi. Rửa tay xì xăng rồi. Muối nhiều quá con ơi. Đây, tay đây, quần áo của Su này, mỗi quần áo của Su khô thôi. Quần áo anh toàn ướt. Anh toàn không có quần áo. Ừ. Đâu rồi, anh biết đuổi. Vâng, tối thì em ngủ em bật hương nhớ thôi. 2001. Vợ 2001 anh nhé, 5 năm nữa. Ruốc à? Vâng. À. Con. Em Su chia cho ấy với con. Tí đi một. Sô cô la. Đang sô cô la luôn. Su đặt đi. Tí nữa hết sức áo ngoài. Hết sức áo ngoài. Ngoan nhé. Này em phải phương án làm tính ngay nhà cửa các kiểu. Nhưng mà bây giờ vấn đề gọi là tiền quý vị ạ. Em này là tiền. Tôi nhìn này ái ngại quá, mùa đông đến rồi. Các bé ngoan thật. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi được rồi thì ngồi xuống. Em có ngồi mẹ đâu mà con lại đuổi mẹ đi. Hả? Măng, 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 măng. Đúng rồi. Ôi thôi. Ôi thôi, bố đang lấy thìa. Cái gì? Đợi bố một tí. Cái gì? Toàn ăn đi không? Cái gì? Toàn con kẹo nhiều quá con ơi. Mập kẹo. Đi đây. Ú hết từ trong người rồi. Ú hết từ trong người rồi. Thôi, từ từ bố lấy thìa ra ăn. Đói quá. Thôi, ngon không? Ôi. Đấy chứ, làm em làm theo chưa? Này. Thôi xong. Thôi xong. Thế tôi biết rồi. Biết quá thôi. Em cơm đâu? Đây bác của Toàn đây. Toàn lấy bác của Toàn chứ. Của con đâu? Đây của con đây. Còn em đây, mẹ đây. Của con phải có hoa cho Su. Cái gì? Của con phải có hoa cho Su. Đấy phải hoa. Hoa, cái là trả hoa con. Đây, đây cho hình hoa. Đây là cây mà. Đây là bố. Đây hoa. Tiểu bố xúc cơ. Hoa, xong này hoa. Hoa đảo hoa. Su ơi. Su ơi. Xin. Thì là của con. Con nói với con. Anh cần. Bố xin, bà xin, bà xin. Toàn phải vào mình hơi to. Toàn đói á. Toàn đói là phải con. Bố trả tiền cho con. Đợi bố một tí. Trả tiền cho con. Thôi bác để bố xin cơm nhé. Vâng, bố xin. Được rồi, đấy, rúm ăn đi. Rúm như ăn xôi ấy. Được rồi.
Cái gì? Bát này à? Ừ, bát hoa. Bát hoa nào, bát hoa. Cái nào bát cây vậy? Bát hoa cả. Cháu mời cả nhà ăn cơm. Con mời bố mẹ ăn cơm. Thế Tuấn được ăn kiểu gì? Dạ. Em cho vợ con ăn trước anh ạ. Ăn đủ không ta? Cho vợ con ăn trước là nào? Đây. Trông vợ con. Ừ, nói thế anh hiểu. Rồi quý vị các bạn là mời bữa cơm chiều tối cùng gia đình của em Tuấn quý vị nhé. Và nay thì gia đình của em mới từ Hà Nội về được 2 ngày và quay về cuộc sống tại nhà. Bữa cơm mọi thứ mọi người xem cảm nhận. Từ từ, ăn bữa cơm đi, chuộng bữa cơm ăn con, vừa ăn không thế. Mọi người trang canh đâu, nhưng mà canh nóng lắm. Đấy, lại nghịch rồi. Ngon không? Mâm. Đi xuống kia. Ừ, ăn rồi. Con thúc vào. Chị Xu ơi, chị Xu ăn không đấy ạ? Ôi giời, con chúc bữa cơm ăn con. Em mời cả nhà ăn cơm. Rồi, Xu đâu? Cháu mời cả nhà ăn cơm đi. Nghịch đấy. Này, Hư nha. Hư nha, ăn bánh nha. Anh không ăn đi. Cái bánh tay kia đi. Bữa cơm thôi à, bát này ăn kìa. Đúng rồi. Ngon không? Ờ, bạn bố nào sụn, tôm. Đúng rồi, em mồm quá. Ăn từ từ. Cô kêu bà mà. Anh cũng có. Tao anh không biết của em. Cái gì đấy? Ê, bẩn luôn nha. Rồi rồi, con đá lên. Hả? Con đá lên. Thôi con này đi, con đảo lên. Và nó ngọc rồi. Được rồi. Đây, ui xong kẹo đây. Rồi, bóc cái này tiếp rồi. Có ăn đâu? Ừ. Trời ơi, to này. Đưa con ra coi. Được rồi, ui giời, chảy nước vào đây rồi. Người rau có con. Ừ, hướng bác rồi. Đấy. Ăn từ từ con. Đấy kì. Có nhiều ngày. Nhiều ngày. Cảm ơn. Con cảm ơn mẹ chứ. Anh. Chú ăn không, mọi người? Hả? Dạ. Đây. Con không? Chú ăn hết rồi, sao cho mẹ? Nhá. Sao mẹ nhá, chú ăn hết không? Con ăn hết. Về bà. Về mẹ cho bố ăn cơm. Mong ơi. Bố về ăn cơm đi. Bố ăn cơm đi. Rồi, mang con cho mẹ. Chuẩn bị cho. Rồi ăn đi thôi, đừng nói. Bố ăn cơm rồi mà. Ăn rồi. Mẹ ăn đi. Mẹ ăn bánh nữa rồi. Để con gái cho bố ăn cơm. Bố ăn của bố, bố ăn của mẹ. Em tạm bón cho em nha, em ăn không? Sao bố? Đây, quần bón. Tôi chồng với vợ. Mẹ. Vợ à? Không.
Ơ, bỏ cho em mà. Anh hai này không được rồi. Ăn đi, há mồm. Măm măm. Bố ăn đi. Ăn cơm đi. Bố ơi, ăn đi. Vâng. Bố vất vả rồi. Bà ơi. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Ừ, mời ăn đi, mời em ăn đi. Bà ăn no vào nhé. Để con trông bận con. Xuân anh toàn lắm ấy. Đấy. Anh đã xanh ác lắm xuống. Nào, phải chưa? Ờ, anh Toàn lấy bún bữa chưa? Anh Toàn bán cho em một miếng à? Thèm. Bố ấy kìa rồi. Thèm quá. Rồi. Ừ. Mầm mầm. Mầm mầm. Ôi giời. Giỏi chưa? Bố ăn được cơm. Kém ăn lắm nhé. Thì anh ta ăn hết một bát rồi. Anh ta chân to lên rồi. Hộ bố mẹ được rồi. Bác ngắn ngắn đập. Ngon. Ngon lắm. Cái này là gì? Là nước. Nước gì? Tí lại rửa lại mặt nữa rồi mới đi ngủ. Ừ. Ừ. Mà con gái nó không nghịch nào, con gái ăn đi. Không nghịch. Hôm nay cháu ăn cơm hơi sớm, cháu tưởng cháu ăn muộn nó mới ăn được nhiều. Bình thường là 6 giờ. 8 giờ. Cái gì đấy Sương à? Vâng. Để mâm. Bơi bồ đi. Có cái nước mà tôi còn khá. Đây, có, nước mặt đây. Mỗi người một chai. Thử xem có phải rượu không nhé. Thử ngửi trên mồm. Đây đâu? Đây. Nghe hí mặn xấu quá đi. Rượu gì? Rượu đâu còn nước mà con. Uống xem nào. Phải vào không đổ, đổ là hết nước uống. Bây sao đây mở ra mở vào đấy. Thì là chai mới. Đây, em với. Thì nó mắc cái này vào đây rồi. Kệ nó. Rồi bón em ăn cơm tiếp đi. Tỏi quá hoan hô. Hoan hô hoan hô. Hoan hô hoan hô. Thì sao tiếp. Đây bố lấy cho con. Sao nhẹ ra rồi sao được con đâu. Xin cảm ơn. Con làm tốt thế. Ngon hơn ở lớp không? Ở lớp ăn ngon hơn chứ. Nắp đâu? Nắp, nắp, nắp. Bố cho con cái nắp chứ. Anh Đàn ăn xong anh Đàn châu em nhá. Anh Đàn ăn xong anh Đàn phải châu em rồi. Anh lớn nhất. Đây quý vị, bữa cơm của em Tuấn thì xong. Nay thì A Pháo quay và truyền tải lên kênh một cái hình ảnh gia đình. Và em từ hôm mùng 9 tháng 9 nhà sập. Xong là nữa là bạn này được đồ cứu trợ từ thiện mọi thứ có lạc ra ngay quý vị. Thì là bé một phần vào mồm mà bố lấy ra được. Tuy nhiên là một phần thì ba hạt vẫn xuống dị vật đường thở và vào phổi quý vị nhé. Sau thì điều trị ở bệnh viện địa phương thì không đỡ, bé chuyển lên tuyến tỉnh. Tuyến tỉnh thì kiểm tra phát hiện ra dị vật đường thở, chuyển bệnh viện Nhi Trung ương và tiếp tục điều trị Nhi Trung ương. Gắp được dị vật ra thì tiếp tục chuyển về bệnh viện đa khoa, bệnh viện sản Nhi Lào Cai đúng không? Sản Nhi Lào Cai điều trị tiếp và về quý vị ạ. Và tổng ngày điều trị là 24 ngày. Với 24 ngày thì em điều trị hết 28 triệu. Tuy nhiên nữa với ảnh hưởng của bão lũ thì gia đình em bị sập. Và ngày nay thì A Pháo tới thăm và truyền tải. Nay thì giới thiệu với em đấy. Kênh của anh là kênh YouTube Giàng A Pháo ấy. Thì nay thì anh kết nối với quý nhà hảo tâm nữa thì lên đây và thấy cuộc sống của các em.
ngày nay thì anh thấy cũng rất là khâm phục. Đầu tiên là khâm phục đã, từ sau đó thì ái ngại rằng là mùa đông gần gần đến rồi. Hôm nay thì anh và Quý Nhà Hảo Tâm, anh thay mặt Quý Nhà Hảo Tâm mọi người gửi tiền về để anh kết nối lên kênh để giúp vợ chồng em Tuấn quý vị nhé. Thì nhà pháo giúp 2 triệu, đó chính là nhà sập để em khắc phục, và 2 triệu nữa, tổng là 4 triệu cho em. 2 triệu này là tiền giúp bé đi chữa bệnh về quý vị, và 28 triệu ấy thì em kể là em vay mượn của người anh thôi, thì hiện tại là vợ chồng em cũng đang là nợ một số tiền. Thứ nữa trong tương lai nữa là đó chính là ngôi nhà, là một cái đáng là phải tính quý vị ạ. Hy vọng là video này quý vị xem và đồng cảm, có thể là giúp em Tuấn được một xíu áng pháo kết nối và tổng hợp về nữa. Đây là 2 triệu em này. Gia đình và vợ con cảm ơn anh kênh Thằng Áp Pháo đã đến đây với em, đã hỗ trợ gia đình em. Em thay mặt con cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em, rất cảm ơn nhiều ạ. Có một cái nữa này, anh tính là ngày mai em lo đường điện nhé. Xem hai công việc diễn đi. Hiểu chưa? Và có nước đã, uống cái nước đấy anh thấy ái ngại là một. Thứ hai là vị trí này thì bạn này như em tâm sự ấy, thì trong thời điểm này thì có thể là ở đây nhưng mà không xuống Hà Nội thôi. Trong là ví dụ trong ngày hôm nay chẳng hạn, mình lấy ví dụ vậy, thì ngày mai chẳng nữa thì em cũng vẫn phải về đây ở cái này này các bạn này, thì ở mãi ở nhờ thì đâu có được. Đó. Và hiện tại gia đình là có em nữa, là có thêm ông nội, em ở với ông nội nhé, chứ không phải là bố mẹ quý vị nhé. Thế nên là nhà có 6 thành viên. Đó, chính là như vậy. Cảm ơn quý vị một cái video mà Pháo truyền tải lên kênh, chúng ta xem một hình ảnh gia đình của em Tuấn với vợ và ba con sau cuộc sống bão lũ như thế nào, chữa bệnh về. Cảm ơn quý vị, chào gia đình nhá, chào bạn Toàn nhá, chào bác, chào gia đình, chào bác.